Cửa hàng đồng hồ cổ Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em Tâm xin giới thiệu với các bác một bộ sưu tập đồng hồ Uplay lên cót, hoạt động chạy 400 ngày, sản xuất tại Đức năm 1970. Cả 5 chiếc này thì được cửa hàng em tuyển rất là đẹp các bác, giá cũng rất là phải chăng. 5 chiếc Uplay này rất thích hợp cho các bác chơi đồng hồ nhưng mà lại không có thời gian lên dây. Vì khi mình lên dây một lần của chiếc đồng hồ này thì đồng hồ sẽ hoạt động 1 năm. Thì trên những chiếc đồng hồ này thì em, cửa hàng em đã lau dầu và cưng chỉnh thời gian vào tương đối. Và các bác có thể chỉnh được đúng giờ tuyệt đối trên quả lắc. Rất là đẹp các bác. Và bây giờ không làm mất thời gian của các bác, em đi sâu vào từng cái để cho các bác xem ạ. Rồi bước đầu tiên em xin vào cái thứ nhất. Đây là cái đồng hồ Uplay đến từ thương hiệu Chat & Song, sản xuất tại Đức năm 1970. Chiếc này thì rất là đẹp các bác. Mặt số hình thoi, toàn bộ bằng đồng nha các bác. Và cái bộ máy của chiếc đồng hồ Chat này rất là to. Em sẽ đính cái hình máy hai bên để cho các bác xem. Đây, quả lắc cũng rất to, nó khác với cái dòng Kindo nha các bác. Hai cột là hai cột có quay văn, chạy lên hình hoa lá. Đây, mặt số hình thoi các bác. Rất là đẹp, rất là lạ. Những cái này rất đáng sưu tầm nha các bác. Mình bày trong cái tủ kính hoặc là cái tủ kệ á thì rất là đẹp. Đây dưới đây là dòng Made in Germany. Bên trên là thương hiệu Chat. Mặt số thì có giống như là đục khảm hoa văn nổi á các bác. Bên trên là có ba cái chớp đồng. Rất là đẹp các bác. Toàn thương bằng đồng nha. Đế thì cũng là rất là sáng bóng. Ly thủy tinh. Rồi và chiếc Uplay đầu tiên đến từ thương hiệu Chat tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 4 triệu các bác. Với mức giá 4 triệu này, cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc và bảo hành và máy móc 2 năm. Rồi, bây giờ em sẽ qua chiếc thứ hai. Chiếc này rất là đặc biệt các bác, rất là hiếm gặp. Hiếm gặp ở chỗ là gì sao? Chiếc này toàn thân của nó là được làm mạ rơm, mạ cà rơm, đồng, mạ rơm toàn thân. Đến từ thương hiệu Kindo. Đây các bác, bộ máy của nó bên trong đây. Chiếc nào cũng máy móc này là cũng còn rất là mới các bác. Vì hàng em tiễn, em tự mua ở bên nước ngoài á. Em có chọn lọc, giá cũng hữu nghị các bác ơi, phải chăng. Đây là mặt số tròn, chữ số La Mã. Đây thì bên dưới là Made in Germany. Thì cơ chế hoạt động của những chiếc đồng hồ Uplay này là nó hoạt động như cái này, hoạt động là dây tóc thẳng các bác. Dựa theo nguyên lý là lắc qua lắc lại 10 vòng là 1 phút. Rồi, chiếc thứ hai tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 3.200.000. Chiếc này là Uplay Kindo mạ rơm hiếm gặp. Chiếc thứ ba đây, nhỏ nhưng mà rất là xinh các bác. Chiếc này là Uplay đến từ thương hiệu Ken. Mặt số La Mã, mặt số dẻ, chỉ số La Mã làm giống như hạt men á các bác. Đến từ thương hiệu Ken nè. Đó, mặt số ổng ảnh các bác. Germany cũng sản xuất, tất cả đều sản xuất năm 1970 hết nha các bác. Tới bây giờ được 50 mấy năm á. Đây, máy. Ly thủy tinh nha các bác, ly là ly thủy tinh nè. Và chiếc thứ ba này tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 2.800.000.
Em quên báo kích thước các bác. Thì kích thước của chiếc size nhỏ nhất là này là chiều cao là 18cm, đường kính vòng tròn của nó là 12cm. Còn mà chiếc Upli Kindle mạ rơm này chiều cao của nó là 22, đường kính của nó là 14cm. Chiếc chat này là cao 30cm, đường kính là 20cm. Rồi em sẽ đến chiếc thứ tư. Đây, đẹp long lanh luôn các bác, ít gặp lắm. Em là chuyên về đồng hồ Upli nha, và cả đồng hồ Atmos. Sửa chữa hoặc là các bác cần có linh kiện hay là những cái thứ gì đó, em có thể mua từ bên nước ngoài về. Hàng của em là em tự nhập nha các bác. Đây bộ máy của nó. Chiếc này thì mặt số là hạt men các bác, chữ số La Mã, cũng đến từ thương hiệu Ken luôn các bác. Mặt số rất là đẹp các bác. Hai cột có hoa văn. Quả lắc này giống như bầu xuống. Để đồng, sáng bóng, tất cả đều là đẹp hết. Rồi chiếc thứ tư này em đang giao lưu với mức giá là 3 triệu Upli Ken đồng. Và đi đến chiếc thứ năm, đặc biệt chiếc này là Upli Engine Anniversary, dòng này cực kỳ cao cấp các bác, chạy bằng dây tóc xoắn, không cần bên dưới của nó không cần có ba cái nút chỉnh cân bằng mặt bằng, mình có thể đặt đâu rồi nó cũng chạy được, tại vì dòng này rất là cao cấp, dành riêng cho hãng Hlon kỷ niệm. Này các bác, cao 30cm, đường kính là 20cm, rất là đẹp các bác. Nè, bên dưới nó có cái đồ khóa và lắc lại. Chiếc này thì rất dễ sử dụng nha, nếu mà dòng Upli mình đặt đâu cũng được. Còn những cái chiếc này khi mình chơi bên dưới nó có ba cái nút nè, mình phải cân bằng cái mặt bằng để cho quả lắc vào tâm thì đồng hồ mới chạy tốt được. Và chiếc Upli Engine cuối cùng tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 5.200.000. Và các bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu một trong 5 chiếc đồng hồ Upli này thì liên hệ em qua số điện thoại em để bên góc trái màn hình, hoặc tới ngay cửa hàng em tại số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem thực tế và trải nghiệm. Tất cả 5 chiếc Upli này đều có chìa khóa nha các bác, tại vì em để trong cái hộp, em không có lấy ra khi quay. Tất cả đều được free ship và bảo hành 2 năm tại cửa hàng cho các bác yên tâm sử dụng. Trong những chiếc này thì có vài chiếc cũng hiếm gặp đó các bác. Cảm ơn các bác đã xem video, em xin kết thúc.